chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 2023. Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu quyển sách Người thợ máy Tôn Đức Thắng. Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 trong một gia đình nông dân tại làng Mỹ Hòa Hưng, tỉnh Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Trên 60 năm đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp cứu nước và giải phóng giai cấp công nhân, đồng chí đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với cách mạng. Trước sự khủng bố tàn bạo của quân thù, đồng chí đã nêu cao khí tiết cộng sản chủ nghĩa. Trong nhiều năm bị giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí luôn tin tưởng vững vàng vào thắng lợi của cách mạng nước ta và cách mạng thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đó là người cộng sản tiêu biểu của chúng ta. Ngày nay, khi mà thế giới đang bước vào thời đại công nghệ 4.0, khi mà cả nước đang nỗ lực thực hiện thành công, công nghiệp quá, hiện đại quá, thì hơn bao giờ hết, những bài viết, những câu chuyện, những việc làm của người công nhân, người chiến sĩ cách mạng Tôn Đức Thắng, tấm gương sáng ngời về tinh thần cùng nhân dân và vì nhân dân trong những tháng năm cam go của lịch sử dân tộc, cần được lan tỏa đến hôm nay và mai sau. Câu chuyện sống động về người thanh niên Tôn Đức Thắng được tác giả Lê Minh viết, được nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản năm 1987, thật sự là tác phẩm đẹp và ấn tượng. Cuốn sách in bìa giản dị, trên hình hồng nhạt ba chữ Người thợ máy in đậm, dưới cách viết chân phương, kế bên là tên gọi Tôn Đức Thắng, màu đỏ đậm. Tác giả Lê Minh đã tâm sự tên sách được viết từ câu chuyện đẹp, đó là tại lớp huấn luyện thanh niên yêu nước những năm 1929, năm 1930. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã căn dặn những đồng chí về nước, gây cơ sở đầu tiên cho thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Nam Kỳ. Phải chú ý gây cơ sở trong công nhân, cố tìm cho được anh thợ máy Tôn Đức Thắng. Tác giả đặt tên cuốn sách Người thợ máy Tôn Đức Thắng để viết về người chiến sĩ nhân dân như thế. Trong suốt 131 trang sách, với lối dẫn dắt truyện tự nhiên, những hình ảnh sống động về cuộc đời cách mạng của người thợ máy, anh Hai Thắng hiện lên chân thực và gần gũi. Năm 1910, sau mấy năm học nghề ở trường Bách Nghệ, anh Hai Thắng làm công nhân trong một xưởng máy của thực dân Pháp ở Sài Gòn. Truyền thống quật cường của quê hương đất nước và cuộc sống giai cấp công nhân đã sớm rèn luyện lòng nhiệt tình yêu nước của đồng chí. Năm 1912, Tôn Đức Thắng tổ chức và lãnh đạo cuộc bãi công của học sinh trường Bách Nghệ và công nhân nhà máy sửa chữa tàu thủy Ba Son. Bị thực dân Pháp lùng bắt, đồng chí phải trốn sang Pháp làm công nhân trong một công ty hàng hải, rồi làm thợ máy trong hải quân Pháp. Anh đã tham gia các cuộc vận động chính trị của giai cấp công nhân trong hàng ngũ lính thủy Pháp. Năm 1919, trong cuộc chiến tranh can thiệp của bọn đế quốc, hòng bóp chết nước Cộng hòa Xô Viết Nga mới ra đời, đồng chí bị nhà cầm quyền Pháp điều động tới một đơn vị hải quân, được lệnh tiến công Sevastopol trên bờ biển Đen, tham gia cuộc binh biến chống cuộc chiến tranh can thiệp và phản cách mạng của bọn đế quốc, góp phần bảo vệ nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Sau đó, Tôn Đức Thắng ra khỏi hải quân, làm thợ máy hãng xe hơi Renault, gia nhập Tổng Công hội Pháp, tiếp tục hoạt động trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước của kiều bào ta ở Pháp. Năm 1920, lập công hội bí mật ở Sài Gòn. Đây là tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Năm 1927, đồng chí tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội và trực tiếp lãnh đạo phong trào công nhân Sài Gòn Chợ Lớn. Tháng 12 năm 1928, bị địch bắt ở Sài Gòn. Ngày 26 tháng 7 năm 1929, đồng chí bị kết án 20 năm khổ sai và đến tháng 6 năm 1930 bị đày ra Côn Đảo với số tù 5289.20TF. Trong câu chuyện của mình, Lê Minh đã khắc họa hình ảnh Tôn Đức Thắng qua những tháng ngày ở nhà tù Côn Đảo. Và chúng ta đã gặp anh Hai Thắng
vào nửa đêm mùng 5 tháng 11 năm 1930. Một trận bão lớn ập nhanh vào đảo, nơi những người tù đang gồng mình với đói, rét, đòn roi, thì không ai tranh nhau hoặc cãi lộn mà mọi người làm theo lời anh hai. Họ đương cùng một mối lo chung, số phận họ gắn bó làm một. Lần đầu tiên trong khám tám có chuyện lạ như vậy, mọi người lắng nghe tiếng rui mè vặn răng rắc. Mưa tạt xuống từng đợt, xối xả. Đứng trong nhà, khác nào ở ngoài sân, người tù ướt lướt thước, sàn nhà đầy ngói vỡ và ngập tràn nước, lạnh rùng mình. Vậy mà tất cả anh em tù vây quanh anh hai để tin tưởng, để chờ đợi và hành động. Những giây phút ấy, tư cách lãnh đạo, trí dũng can trường của người chiến sĩ ấy thật đẹp đẽ. Chúng ta gặp anh hai ở hầm xây lúa, nơi mà bất cứ người tù nào trên côn đảo cũng đều phải khiếp sợ. Nơi này chỉ dành riêng trừng phạt những tù vượt ngục bị bắt, những tù can tội giết người, đánh lộn với nhau trong banh, những tù dám phản kháng hoặc tình nghi hoạt động chính trị. Bị giam cầm chật chội trong khám giam, người tù cầm cố ở đây còn phải chịu một cực hình lao động khổ sai, xây lúa. Người nhốt trong hầm xây lúa không được phép nhận thư nhà, không được phép gửi thư đi. Đây là một khám giam đặc biệt trong cả khu nhà tù lớn Côn Đảo. Thế nhưng, ở ngay nơi đó, anh Hai Thắng đã liên lạc với ngoài kho, mỗi ngày giao thóc bớt đi. Lúc trước 10 tấn, nay rút xuống 7 hoặc 8 tấn thôi. Mỗi bao thóc độn cho một bao không nữa. Để đến giờ nghỉ trưa bọn Tây về, anh em xé ra làm củi nấu cơm. Anh Hai đã liên lạc với nhà bếp, đem vào một cái thùng. Anh tìm thêm được một thùng gỗ to nữa để đựng nước uống, để anh em cùng nhau làm, cùng cải thiện với nhau để đảm bảo sức khỏe. Anh em mến anh Hai, tính tình hòa nhã. Anh Hai săn sóc mọi người, anh không dành cái gì lợi cho riêng mình. Làm cặp rằng mà thấy anh nào đứng xa yếu sức, anh vào đổi việc làm thay. Ăn, anh không ăn hơn, làm, anh làm hơn người. Chính vì vậy, anh được tất cả mọi người tù quý mến và kính phục. Chủ nhật và tối, trong khám tổ chức học chữ, học chính trị hoặc nghe kể chuyện, tuyên truyền tài liệu cách mạng, giác ngộ họ và cùng tổ chức các cuộc đấu tranh. Cuộc đấu tranh diễn ra từ bếp ăn trước để anh em tù được tham gia vào công việc cấp dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho anh em. Anh cũng cùng các tù nhân chính trị khác như Ngô Gia Tự, Phạm Hùng, Tạ Uyên, Trần Quang Tặng tổ chức các đợt vượt sóng về đất liền. Ngày 30 tháng 4 năm 1935, đoàn tù cộng sản vượt ngục Côn Đảo đầu tiên trót lọt về đất liền. Một tháng sau, ngoài đảo nhận được một bức thư gửi tên một tù thường phạm. Nội dung thư đã như ước hẹn trước. Anh em ở đảo biết tin chi bộ nhà tù Côn Đảo đã được xứ ủy Nam Kỳ công nhận và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của xứ ủy. 2 tháng 2 năm 1937, chi bộ ở Côn Đảo quyết định thảo một lá đơn chính thức gửi toàn quyền Đông Dương đòi tổng ân xá tù chính trị, đòi cải thiện chế độ lao tù. Bên ngoài, trong đất liền, những cuộc đình công vẫn nổ ra ở nhiều nơi đòi quyền dân chủ. Những cuộc biểu tình, meeting lớn, tập hợp đông đảo quần chúng, đòi tự do dân chủ đều đề ra khẩu hiệu đòi tổng ân xá tù chính trị. Phong trào cách mạng rầm rộ khắp nơi khiến cho bọn thống trị hết sức lo lắng. Chúng dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn, nhưng sự quật cường của cả một dân tộc thì không gì ngăn cản được. Dân tộc ấy chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Chiến tranh thế giới diễn ra, phong trào đấu tranh càng mạnh mẽ, cách mạng tháng 8 thành công là đã chứng minh cho chân lý ấy. 20 năm là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng và người lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất, đồng chí Tôn Đức Thắng đã góp phần cống hiến xứng đáng của mình vào cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Làm chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1955 và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1960, đồng chí tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại kỳ họp đặc biệt
của Quốc hội khóa 3 tháng 9 năm 1969. Cho những cống hiến to lớn của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, năm 1958, đồng chí được Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Quân chương Sao vàng. Những cống hiến của đồng chí trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam đối với phong trào Hòa bình Thế giới, năm 1955, đồng chí được Ủy ban Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lenin tặng Giải thưởng Lenin vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Năm 1967, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Cách mạng tháng 10, đồng chí được Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô tặng thưởng Quân chương Lenin. Viết về ký ức của một người trong chiến tranh đã là chủ đề mà nhiều nhà văn chấp bút, nhưng viết về một người chiến sĩ, một người công nhân, một nhà lãnh đạo đứng đầu đất nước đã trải qua những thăng trầm cùng dân tộc, đã hoạt động sôi nổi và liên tục ở nhiều cương vị khác nhau, thì phải tâm huyết và trăn trở để sắp tạc được người thì không phải ai cũng làm được. Với tác phẩm Người thợ máy Tôn Đức Thắng, Lê Minh đã giúp chúng ta gặp anh Hai Thắng, người hiến dâng cả đời mình cho độc lập tự do của dân tộc và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đồng chí là một hình ảnh trong sáng của tinh thần cách mạng, bất khuất và đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Mong sao những câu chuyện về Bác Tôn có thể đến với bạn đọc vì tấm lòng chúng ta kính yêu Bác Tôn và cũng vì trách nhiệm với thế hệ mai sau. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Xin hân hạnh phục vụ quý bạn đọc. Dù bao gian lao hay lúc nguy nan hay khi tới chốn lao tù khổ sai, người nêu cao gương chiến sĩ kiên trung.